Nếu như mà mình là cái người mà đi theo thì mình có chọn mình làm leader, làm lãnh đạo của mình hay không? Nếu mình là nhân viên, mình có chọn mình làm sếp, làm giám đốc của công ty đó không? Nếu mà mình chọn một cái công ty ấy, thì mình cái chọn cái người giám đốc như thế nào? Nếu mà mình chọn thủ lĩnh thì mình sẽ chọn thủ lĩnh như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta muốn thành công, khi mà chúng ta chưa thành công mà chúng ta muốn thành công ấy, thế việc quan trọng và đơn giản nhất để thành công đó là gì ạ? Đó là chọn cho mình một cái người thủ lĩnh, chọn cho mình một cái người dẫn đường, chọn cho mình một cái người gì ạ? Dẫn dắt. Như thế nào? Và nếu như mà chúng ta chọn để mua hàng từ một cái người bán hàng thì chúng ta có chọn mình là người bán hàng đó không? Nếu như mà trong trong gia đình hay là trong tình cảm, nếu mà chúng ta chọn một cái người yêu thì chúng ta có chọn cái mình là cái người yêu đó không? Nếu mình là nam thì mình cứ coi như mình là nữ đi, xong mình có yêu cái người nam mà của mình không? Đúng không ạ? Đấy. Nếu mình là chồng thì mình có yêu cái người vợ giống mình không? Nếu mình là vợ thì mình có yêu cái người chồng giống mình không? Nếu mình là con thì mình có thích cái người cha giống như mình không? Nếu mình là con, mình có thích cái người mẹ giống như mình không? Nếu như mình là một sếp thì mình có chọn cái nhân viên giống mình không? Nếu mình là nhân viên thì mình có chọn sếp giống mình không? Đấy, đúng không ạ? Nếu mình là một thủ lĩnh thì mình có chọn đội thành viên trong đội nhóm của mình giống như mình không? Còn nếu như mình là thành viên trong đội nhóm thì mình có chọn một cái người thủ lĩnh, một người lãnh đạo giống như mình không? Đấy, chị em thử nghĩ xem mình có chọn cái gì ạ, cái con người mình để mà lãnh đạo không ạ? Thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái chủ đề là tôi chọn tôi, tôi chọn tôi. Và cái chủ đề này thì sẽ tập trung nhiều hơn vào cái việc mà kinh doanh và xây dựng cái công việc kinh doanh của mình. Đó, nó có rất nhiều các cái khía cạnh ở trong đó, nhưng mà ở đây mình định vị mình sẽ là cái người mà thủ lĩnh kinh doanh, mình sẽ là cái người mà làm chủ cái công việc kinh doanh của mình, được không ạ? Đấy, thì đó chính là cái chủ đề ngày hôm nay mà Huy muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì vui lòng comment sẵn sàng, được không ạ? Thì đầu tiên trước khi mà đến với phần chia sẻ thì Huy xin nói đôi điều, đó là gì ạ? Đó là với cái phần chia sẻ này thì nó hoàn toàn là nó cái trải nghiệm cá nhân của Huy, nó không hề có những cái kiến thức trước đây, không hề có cuốn sách nào nói về điều này, cũng chẳng nó có video nào nói về điều này hết. Đó, nó hoàn toàn là cái trải nghiệm riêng của Huy. Đó, vì vậy nó có thể đúng với Huy nhưng nó không đúng với cả một số anh chị em chúng ta ngồi đây. Vì vậy là Huy đề nghị anh chị em chúng ta đó là gì ạ? Là không tin những gì Huy nói, đúng không ạ? Hãy làm theo những gì Huy chia sẻ. Đó, nếu mà nó có kết quả thì mình làm tiếp, không có kết quả không cần phải gì ạ? Không cần phải tranh cãi đúng hay sai, bởi vì nó có thể đúng với người này mà không đúng với người kia, đúng không ạ? Thêm vào nữa đó là gì ạ? Đó là những cái trải nghiệm thực tế, cho nên nó có thể là đụng chạm đến một số người nào đó, nó có thể đụng vào cái nỗi đau của một ai đó. Cho nên chị em chúng ta là diện là hết sức bình tĩnh thông cảm nếu như mà có trường hợp đó xảy ra, được không anh chị em nhá? Rồi, thế thì nó cũng là những cái câu chuyện thực tế của Huy, nó cũng là chia sẻ thực tế của Huy, cho nên anh chị em khi mà nghe được thì anh chị em hãy đón nhận nó một cách với một cái tấm lòng thông cảm, rộng mở và bao dung, đúng không ạ? Ok. Đúng rồi, không tin làm sao mà làm được, không cần phải tin vẫn làm bình thường. Rất nhiều người cứ phải tin mới làm nhưng mà thực ra không cần tin mới làm, bởi vì sao ạ? Làm thì mới tin. Đấy. Mấy cái anh mới tham gia thì thường sẽ không hiểu điều này nhưng không sao. Có nhiều cái kiến thức trước đây á là mình được học theo một cái cách khác, và bây giờ việc của mình đó là diện là phải đổ đi những cái kiến thức cũ để mình nạp những kiến thức mới, đúng không ạ? Nạp kiến thức mới. Bây giờ mình
Nếu mà mình cứ có cái niềm tin cũ ấy, thì mình sẽ có kết quả cũ. Mình muốn có kết quả mới, mình phải xây dựng cái niềm tin mới. Đó, bây giờ việc của mình đó là gì ạ? Mở rộng tấm lòng và đón nhận, đúng không ạ? Ok, rất tuyệt vời, đúng rồi. Đấy. Ok nha. Thế thì ngày hôm nay thì Huy xin chia sẻ một chút về cái câu chuyện của Huy. Đó. Thế ngày xưa thì trước khi mà Huy chuyển sang cái lĩnh vực đào tạo, thì khi đó thì Huy cũng đang là ở trong cái phần xây dựng như lúc nãy Huy có chia sẻ. Đó. Đó là gì ạ? Là Huy là một cái người mà kinh doanh, cũng là một chủ doanh nghiệp, xây dựng một cái doanh nghiệp riêng cho mình. Và khi đó thì mình cũng rất là khó khăn trong cái việc kinh doanh, anh chị em. Huy không có giỏi trong cái kinh doanh, rất là buồn là như vậy. Và sau đó thì mình thấy rằng mình cần phải đi học, mình cần phải phát triển bản thân. Nhưng mà mình học rất là nhiều, Huy học rất là nhiều, cũng như là phát triển rất là nhiều. Tuy nhiên thì không hiểu sao cuộc sống nó cứ khó khăn, nó cứ đi xuống. Kể cả là việc kiếm tiền nhé, kể cả việc mà gia đình nhé, nó cứ đi xuống anh em, rất là đau khổ luôn. Và sau khi học xong, lúc mà đi học ấy thì không kiếm được tiền, lúc mà đi học thì không kiếm được tiền, hoặc không kiếm được nhiều tiền. Đó, lúc mà đi học thì cái công việc nó bị giảm sút, bởi vì sao? Mình dành rất nhiều thời gian để học, không kiếm được nhiều tiền. Và khi mà đi học thì không có dành nhiều thời gian cho gia đình, cho nên là cuộc sống gia đình nó cũng bị xáo trộn, nó cũng bị kém đi. Sau khi mà đi học xong, tức là mình dành gần như một năm trời để mình học ạ, thì sau khi mà học xong thì lúc đó mình bảo là gì ạ? Mình sẽ tập trung vào kinh doanh, phát triển kinh doanh. Và khi đó bắt đầu mình mở ra ba cái công việc kinh doanh khác nhau, ba cái dự án kinh doanh khác nhau. Nhưng mà cái điều đáng buồn đó là gì ạ? Là cả ba cái dự án kinh doanh đó của mình đều không thành công giống như mình mong muốn. Đó, cả ba cái dự án kinh doanh đó nó đều thất bại. Đầu tiên là mình mở ra một cái quán trà sữa. Đó, quán trà sữa khi đó cách đây năm 2017. Đó là một cái trend rất là hot, cách đây khoảng 5 năm. Thì đó là cái trend rất là hot. Thì cũng vào tầm này năm 2017, thì khi đó Huy bắt đầu xây dựng cái dự án, xây dựng quán trà sữa rất là to ở gì ạ? Ở giữa phố cổ Hà Nội. Đấy. Với tổng đầu tư gần 2 tỷ. Khi đó thì Huy cũng không có nhiều tiền, có khoảng độ mấy trăm triệu, cũng phần lớn là đi vay. Sau đó là gì ạ? Sau đó là huy động vốn, chia sẻ cái dự án kinh doanh và bắt đầu huy động vốn. Và rất may mắn đó là khi đó thì có nhiều người tin tưởng và đồng ý góp vốn. Và họ góp vốn mình rất là vô tư, và cuối cùng mình huy động gần 2 tỷ, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái điều đáng buồn đó là sau 6 tháng mình mở ra cái quán trà sữa rất đẹp anh nhỉ, rất đẹp, nhưng mà không thành công, không hiệu quả, vì rất nhiều lý do, về quản lý, vì đội nhóm, vì con người, vì năng lực, vì lựa chọn nó bị sai. Đó, cho nên là khi đó không thành công mà cũng phải đóng lại. Đấy là một cái nỗi buồn rất là lớn của Huy. Sau đó thì mình nghĩ rằng là thất bại là mẹ của thành công, mình lại tiếp tục đứng dậy, mình tiếp tục là gì ạ? Xây dựng một dự án kinh doanh khác, lại kết hợp với những cái con người mà vừa mới gọi là thất bại với nhau á, vừa mới cái người ở trong cái nhóm đầu tư á, đó thì lại tiếp tục anh chị em lại tiếp tục một cái dự án kinh doanh khác. Tức là mình có thất bại nhưng là mình không có chuyện là trách móc nhau, hay không có chuyện gọi là trách móc hay là chỉ trích nhau đâu, rất là vô tư. Đấy, sau đó lại cùng nhau xây dựng một cái dự án kinh doanh khác. Tuy nhiên thì cái dự án kinh doanh đó thì cũng không thành công. Nó gọi dự án Zophoto hay là photo marketing. Đấy, tập trung vào việc marketing thông qua hình ảnh đó. Thế thì sau cái một thời gian cũng khoảng độ tầm 6 tháng thì dự án kinh doanh này thì cũng không hoạt động được, bởi vì nhiều lý do, nó cũng phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố về mặt con người, cho nên không thành công. Sau đó thì mình thấy rằng là mình chắc không hợp làm việc kinh doanh, mình không hợp làm việc kinh doanh.
Đúng rồi, gan lì. Bởi vì thực tế là như này, thực tế là khi mà mình kinh doanh ấy, mình đã thống nhất với nhau ngay từ đầu, cho nên là cái việc mà thành công thì gọi là có hưởng, có lợi cùng chia ấy. À, có lợi thì cùng hưởng ấy. Đấy. À, thế thì khi mà mình xác định là kinh doanh thì mình chấp nhận những cái thất bại. Nên khi mà thất bại nó chuyện bình thường. Đó. Thế sau cuối cùng là mình bắt đầu mình tiếp tục cái công việc tiếp theo, đấy là công việc liên quan đến kinh doanh, liên quan đến tài chính, tham gia vào thị trường Bitcoin cái thời bấy giờ năm 2018, thì đấy là một cái thị trường rất là hot. Và rất là may mắn là trong cái phần thị trường về tài chính đó thì mình kiếm được, và mình kiếm được và mình trả được một số phần nợ. Nhưng mà đến đầu năm 2019 thì Bitcoin nó lao dốc và cuối cùng là mình không kiếm được nữa. Thì lúc đấy thì thực sự là rất là đau khổ, rất là mệt mỏi, và mình cảm thấy mọi thứ là sụp đổ và mình mất niềm tin vào bản thân đó. Và khi đó thì mình rơi vào một trạng thái là trầm cảm và gần 8 tháng trời nằm ở nhà không kiếm được tiền, rất đau khổ anh chị em. Và trong cái giai đoạn đó thì mình nhận ra rất là nhiều điều, ngộ ra rất là nhiều điều. Và trong đó có một điều mà Huy nhận ra, đó là gì ạ? Nếu như mà chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải chọn mình để trở thành người thành công. Nếu mà mình muốn thành công, mình phải chọn mình để trở thành cái người dẫn dắt. Mình muốn trở thành người như nào thì mình phải xác định mình chính là người như vậy. Được không ạ? Đấy. Nha. Cho nên là gì ạ? Cho nên là Huy đã bắt đầu thay đổi. Và Huy có bốn cái nguyên tắc để trở thành cái người mà mình sẽ lựa chọn. Bốn cái nguyên tắc để mình đã đưa ra để mình lựa chọn chính mình trở thành cái người mà mình sẽ trở thành cái gọi là tôi sẽ chọn tôi ấy. Ví dụ như là khi mà mình mua hàng ấy thì mình sẽ chọn mình là cái người bán hàng cho mình. Đó, như vừa rồi cái câu, nếu như mà mình là cái người mà đi theo thì mình có chọn mình làm leader, làm lãnh đạo của mình hay không? Nếu mình là nhân viên, mình có chọn mình làm sếp, làm giám đốc của công ty đó không? Nếu mà mình chọn một cái công ty ấy, thì mình cái chọn cái người giám đốc như thế nào? Nếu mà mình chọn thủ lĩnh thì mình sẽ chọn thủ lĩnh như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta muốn thành công, khi mà chúng ta chưa thành công mà chúng ta muốn thành công ấy, cái việc quan trọng và đơn giản nhất để thành công đó là gì ạ? Đó là chọn cho mình một cái người thủ lĩnh, chọn cho mình một cái người dẫn đường, chọn cho mình một cái người gì ạ? Dẫn dắt. Điều đó cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Chọn cho mình một cái môi trường để mình hòa nhập vào, để mình thay đổi. Bởi vì thay đổi nó không chỉ đến trong một sớm một chiều, nó đến trong gì ạ? Để trong một cái quá trình thay đổi. Có rất nhiều người đi học các cái khóa học giống như Huy trước đây. Và các khóa học đó thường là các khóa học ngắn hạn, 3 đến 5 ngày, khoảng 1 tháng, 2 tháng. Nhưng thực tế nó không thể thay đổi, chúng ta không thể thay đổi chỉ trong vòng một sớm một chiều. Sau khi học xong, lúc mà học ấy thì rất là năng lượng anh chị. Nhưng mà sau khi học xong thì quay trở về với cái môi trường cũ của mình thì làm sao ạ? Thì mình lại hành động như cũ, lại suy nghĩ như cũ, và mọi thứ nó lại trở nên như cũ. Và chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục hành động như cũ thì chúng ta sẽ có kết quả cũ. Đúng không ạ? Anh chị em hãy ghi xuống cái câu này. Đó là gì ạ? Muốn có kết quả mới thì phải có những cái hành động mới. Muốn có kết quả mới thì phải có hành động mới. Không thể cứ hành động như cũ mãi được. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với điều này ạ? Nếu mà anh chị em đồng ý thì hãy ghi xuống vào vở cái điều này. Và gì ạ? Và comment xuống cái phần chat để tất cả anh chị em chúng ta đều nhìn thấy. Đúng không ạ? Comment xuống phần chat. Đó là gì ạ? Muốn có kết quả mới thì phải có hành động mới. Đó. Muốn có kết quả mới phải có hành động mới. Đó. Thế hành động mới ở đây là gì ạ? Để có hành động mới thì mình phải có tư duy mới. Và chúng ta phải hành động, phải học tập hàng ngày. Đó. Đó là lý do tại sao Huy cùng một số anh chị em khác xây dựng lên cái Zoom gà gáy này. Để mà gì ạ? Hàng ngày,
giúp đỡ cho anh chị em chúng ta có sự thay đổi từ bên trong. Thay đổi này nó phải đến từ 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 bên trong. Đấy. Tuy nhiên chúng ta phải ra quyết định để cho mình thay đổi. Bao nhiêu anh chị em chúng ta trong sẵn sàng trong việc gì ạ? Thay đổi thì comment xuống là sẵn sàng được không? Sẵn sàng để thay đổi. Đó. Thế thì để thay đổi thì Huy có 4 nguyên tắc như sau. Để mà trở thành cái người thủ lĩnh mà mình mong muốn, để trở thành cái người chồng, người vợ, người bạn mà mình mong muốn, thì chúng ta cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc như sau. Quy tắc thứ nhất đó là gì ạ? Là chúng ta phải tha thứ cho bản thân mình. Rất nhiều người khi mà gặp vấn đề, gặp khó khăn, giống như Huy trước đây, mình bị kẹt ở trong cái thất bại đó, mình bị kẹt trong những cái sai lầm đó, cho nên mình không tha thứ cho mình. Và khi mình không tha thứ được cho mình ấy, thì mình ra ạ, mình trở thành cái con người không giống như mình mong muốn. Khi mà Huy thất bại ấy, Huy rất là xấu hổ, Huy cảm thấy tội lỗi. Đấy. Và sau này Huy mới biết được là cái cảm giác tội lỗi ấy, nó là một cảm giác phá hủy. Và thực sự nó đã phá hủy cái con người của Huy. Nó biến Huy trở thành cái con người sợ hãi, biến Huy trở thành con người mất niềm tin, biến Huy trở thành con người nghi ngờ mọi thứ xung quanh, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ người khác, nghi ngờ những cơ hội đến với mình. Đó. Và khi đó thì bắt đầu mình càng ngày mình càng co mình lại, mình càng trở nên nhỏ bé hơn. Mình không dám đăng bài lên Facebook, mình chẳng đăng bài lên Zalo, mình cũng chẳng dám nhắn tin với bạn bè mình. Mình sợ rằng khi người ta biết đến những cái thất bại của mình thì làm sao ạ? Họ sẽ chê cười mình. Mình sợ rằng mình quá kém cỏi, mình sợ rằng mình không làm nên trò trống gì. Cho nên mình không dám mở rộng tấm lòng mình ra, không dám chia sẻ, không dám tự tin, không dám mạnh mẽ. Đấy, và đó là cái điều mà Huy cảm thấy rằng là rất là gì ạ? Rất là đau khổ, rất là xấu hổ, rất là tủi nhục. Bởi vì sao ạ? Mình không kiếm được tiền, mấy tháng trời nằm ở nhà không kiếm được tiền, chỉ lanh quanh ở trong cái phòng của mình thôi. Nó gần như gọi là tự kỷ ấy, anh chị em, nó tự kỷ ấy. Đó, thực sự cái điều này làm cho Huy rất là đau khổ. Và cũng may mắn nhờ cái giai đoạn đó mà Huy suy nghĩ rất là nhiều. Giai đoạn đó Huy đọc sách rất nhiều và ngẫm nghĩ về bản thân, ngẫm nghĩ về cuộc đời rất là nhiều. Và mặc dù cái giai đoạn đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời, giai đoạn đen tối bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó thì vợ chồng thường xuyên cãi nhau, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng to tiếng. Đấy. Trong khi cái bản thân mình thì mình chưa kiểm soát được cái cảm xúc của mình, mình rất là nhạy cảm. Đấy. Mà không kiếm được tiền thì vợ gì ạ? Vợ thì cáu, vợ thì mắng, vợ thì nói những cái câu mà rất là khó nghe. Có những lúc mà mình mệt mỏi, mình trầm cảm, mình đau khổ, mà cãi nhau xong là chỉ muốn là gì ạ? Chỉ muốn đâm đầu ô tô chết thôi. Anh chị em tưởng tượng đến mức như thế. Tất nhiên cái điều đó nó không xảy ra, và cái điều đó là gì ạ? Nó chỉ thoáng qua thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là sự hèn nhát, đó là sự thiếu trách nhiệm. Mỗi khi mà Huy nghĩ đến đứa con của mình thì Huy thấy rằng mình cần phải gì ạ? Mình cần phải sống tốt hơn để mà gì ạ? Mình có trách nhiệm với chúng. Còn gì ạ? Từ bỏ thì nó là một cách dễ dàng, nó là cách trốn tránh, nó không hề dễ dàng, nhưng mà nó là cách trốn tránh trách nhiệm đó. Vì vậy là gì ạ? Là khi đó Huy bắt đầu thay đổi và bắt đầu suy nghĩ lại. Nhưng để mà cái quá trình mà bắt đầu thay đổi đó ấy, thì nó phải bắt đầu từ cái việc là gì ạ? Tha thứ cho bản thân của mình. Mỗi người chúng ta đều có những cái thất bại trong cuộc sống, thất bại trong tình cảm, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong những cái kế hoạch của mình, thất bại trong những cái mục tiêu của mình. Bao nhiêu anh chị em trong cuộc sống của mình đã từng thất bại trong một cái điều gì đó, thì hãy comment xuống là gì ạ? Là số 3 chú Huy ạ. Comment số 3 nếu anh chị em đã từng thất bại trong một cái mối tình nào đó, đã từng thất bại trong một cái công việc kinh doanh nào đó, đã từng thất bại trong một cái kế hoạch kinh doanh nào đó. Hãy comment xuống số 3. Chúng ta đã làm đã đi xin việc và chúng ta bị thất bại. Chúng ta đã tham gia một cuộc thi mà chúng ta đã không thành công. Chúng ta đã đặt mục tiêu là chúng ta được 10 điểm nhưng mà chúng ta chỉ được có 8 điểm, 6 điểm, 7 điểm thôi. Chúng ta đặt mục tiêu là học sinh giỏi nhưng chúng ta không được là học sinh giỏi. Chúng ta đã đặt mục tiêu là kiếm được 50 triệu một tháng, 100 triệu một tháng nhưng chúng ta chưa đạt được. Chúng ta từng tuyên bố với mọi người là tôi sẽ làm được điều này nhưng tôi đã không làm được. Đấy là những cái thất bại. Được không ạ? Và
khi mà chúng ta nghĩ đến thất bại đó thì chúng ta thường cố gắng giấu nó đi, chúng ta thường cố gắng quên nó đi, chúng ta thường cố gắng không muốn nhắc đến nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó gây ra sự đau đớn của chúng ta, có đúng không ạ? Giống như mỗi lần Huy nói đến thất bại của mình thì cảm thấy đau nhói đấy, nhưng mà bây giờ thì không còn cái cảm giác đấy nữa, bởi vì mình nói đến cái điều đấy quá nhiều rồi, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà mình cảm giác tội lỗi, cảm giác xấu hổ thì đó là những cái cảm giác mà gì ạ? Cảm giác phá hủy. Vì vậy đầu tiên của mình đó là gì ạ? Mình phải tự chữa lành cho bản thân của mình, tự chữa lành cho cái đứa trẻ bên trong của mình. Mỗi con người chúng ta đều có một cái đứa trẻ bị tổn thương ở bên trong. Nếu như mình không thể tha thứ cho chính mình thì mình sẽ không thể tha thứ cho bất kỳ ai cả. Cho nên việc đầu tiên đó là gì ạ? Hãy tha thứ cho bản thân mình. Bất kể chúng ta đã có những cái lỗi lầm gì, bất kể chúng ta đã có những cái sai lầm gì trong quá khứ, hãy tha thứ cho bản thân mình, được không ạ? Hãy tha thứ cho chính bản thân mình và hãy tin tưởng rằng mình có thể làm được những điều tuyệt vời. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái việc mà tha thứ cho bản thân mình thì Huy được đọc trong một cuốn sách, nó gọi là Chữa Lành Bản Thân của Louise LaHaye. Cái câu chuyện của bà Louise LaHaye này cũng rất là hay. Đây là một cái diễn giả hàng đầu ở trên thế giới. Sách bà có rất nhiều cuốn sách nói về việc chữa lành, nói về việc phát triển bản thân, nói về việc tình yêu, sự yêu thương. Và các cuốn sách của bà được dịch ra trên hơn 30 thứ tiếng khác nhau, được phát triển trên hàng trăm quốc gia và hàng chục triệu bản. Và bà trở thành một triệu phú đô la, trở thành một diễn giả keynote speaker, tức là diễn giả chính trong rất nhiều các cái chủ đề đó, và được chia sẻ trên khắp thế giới. Thì bà ấy có một cái tuổi thơ rất là đau khổ. Cái tuổi 13, bà đã bị ông hàng xóm xâm hại tình dục. Và khi mà ông hàng xóm ra tòa và ông ấy định kết án là mấy năm tù ạ. Khi mà ra khỏi cái phiên tòa đó thì ông hàng xóm ông mặt hầm 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 và ông giơ cái nắm đấm lên, ông ấy dứ vào trước cái mặt bà đó: tại mày mà tao phải đi tù đó. Và cả một cái quãng tuổi thơ của bà ấy là sống trong sợ hãi, sống trong đau khổ, không có một giấc ngủ ngon nào cả. Bà ấy giật mình thon thót bởi vì sợ rằng sau khi ông hàng xóm mãn hạn ra tù thì ông sẽ quay trở lại và trả thù bà ấy đó. Và không những ông hàng xóm mà chính cái người cha dượng rất là thô bạo và hung dữ cũng là cái người mà xâm hại tình dục của bà đó. Và đến năm 14 tuổi thì bà bắt đầu là không thể chịu đựng được nữa và bà bắt đầu bỏ nhà ra đi. Mẹ của bà biết rằng ông bố dượng cũng đối xử không tốt với con gái, nhưng mà bởi vì mẹ của bà không kiếm được tiền và sống phụ thuộc, cho nên là phải chấp nhận cái tình cảnh đó. Mặc dù là không có yêu thương gì ông bố dượng cả, nhưng chỉ đơn giản là dựa vào đó để có một cái nguồn kinh tế, cho nên đành phải chấp nhận, không dám đứng lên để bảo vệ con gái của mình. Cực kỳ là đau khổ như vậy. Và sau đó thì bà ấy bỏ nhà và ra đi. Bà bỏ nhà ra đi đến một cái thành phố khác để quên đi cái quá khứ đau buồn của mình, quá khứ mà mình cảm thấy rất là tủi nhục đó. Và khi đó thì bà chẳng biết làm gì khác, chẳng biết làm cái gì cả, vì vừa một cô gái rất là trẻ ra đi một mình như vậy thì chẳng biết làm gì. Thì bà đành phải làm một cái công việc mà có lẽ là bà ấy nghĩ rằng bà tốt nhất, đấy là làm gái điếm đó, làm gái điếm để mà tự nuôi bản thân mình đó. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì bà quyết định là bà ấy không thể làm cái công việc đó nữa và bà ấy cảm thấy rất là xấu hổ với công việc đó. Bà lại tiếp tục bỏ cái nơi mà bà ấy đến đó và đi một cái nơi khác để bắt đầu lại cuộc đời mới và bắt đầu tìm kiếm những công việc. Và sau đó thì cũng có những cái dạng người đàn ông đến với bà ấy. Nhưng cái điều đáng buồn là gì ạ? Những cái người đàn ông đến với bà ấy, không phải một người, nhiều người đến với bà ấy, thì không hiểu sao nó lại giống những cái người mà gì ạ? Cái người hàng xóm, giống những người cha dượng, tức là đối xử với bà rất là tệ bạc, rất là thô bạo.
thì bà không hiểu tại sao. Và đến nhiều năm sau bà không hiểu tại sao mà rất nhiều những người đàn ông đến với bà ấy trong cuộc đời thì đều là gì ạ? Đều giống giống cái hình ảnh của cái người cha dượng hung dữ, đều giống giống với cái người hàng xóm đấy. Đúng rồi, nó chính là luật hấp dẫn. Bởi vì bà ấy gì ạ? Chính cái điều bà ấy sợ hãi, chính cái điều mà bà ấy cảm thấy là tội lỗi, chính cái điều bà ấy muốn tránh xa ấy, thì đại diện thì chính là hấp dẫn những cái điều giống như vậy đến với bà ấy. Rồi bà ấy bị ung thư cũng là do những cái suy nghĩ tiêu cực nó ám ảnh, do những cái suy nghĩ không tốt nó ám ảnh trong rất là nhiều năm, bà bị ung thư đó. Thế thì khi đó thì bà ấy cảm thấy cuộc đời này rất là đau khổ và không còn gì để mà cố gắng nữa. Và lúc đấy thì bà ấy bắt đầu tìm về bên trong và tìm cách để mà chữa lành. Và khi đấy thì bà bắt đầu tìm đến những cái nhà tâm linh, những cái người mà chữa lành. Và sau đó thì bà học được cách để chữa lành. Cái cách của bà thì rất đơn giản. Thứ nhất đó là bà ấy quay trở lại quá khứ. Quay trở lại quá khứ bằng cách gì ạ? Bằng cách tự thôi miên mình, hoặc nhờ những cái nhà tâm lý học có thể thôi miên để quay trở lại quá khứ và đối diện với những cái hình ảnh, những cái cảm xúc ở trong quá khứ, cái nơi, cái địa điểm, rồi là cái thời gian mà những cái người kia họ xâm hại bà ấy. Và bà ấy trở thành cái người thứ ba đứng để quan sát cái điều đó. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi được cảm xúc ở trong quá khứ. Sau đó thì bà bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu tha thứ cho bản thân mình. Sau khi mà tha thứ được cho bản thân mình thì bà bắt đầu tha thứ cho người khác, tha thứ cho cả những cái người mà đã từng xâm hại mình, tha thứ cho những người mà đã từng đối xử tệ bạc với mình, tha thứ cho những cái người mà đã không tốt với mình. Và sau đó thì bắt đầu bà ấy tự chữa lành cái tâm lý của mình. Và điều kỳ diệu xảy ra đó là sau khi bà chữa lành được cái tâm lý của mình thì căn bệnh ung thư của bà ấy biến mất. Anh thì em thấy kỳ diệu không? Rất kỳ diệu. Không hề sử dụng thuốc. Bác sĩ nói rằng bà chỉ còn sống được 6 tháng thôi. Và bà ấy không sử dụng thuốc. Bà nói rằng tôi sẽ sống cùng với nó trong những cái thời gian cuối cùng. Nhưng bà ấy không tin rằng bà sẽ chết. Bà luôn tin rằng bà sẽ sống. Và bà chữa lành bằng cách là gì ạ? Sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng, sử dụng các cái bữa ăn dinh dưỡng, sử dụng các cái thực phẩm dinh dưỡng, sử dụng các thực phẩm chức năng, sử dụng các cái phương pháp điều trị mà không dùng thuốc. Đấy, đặc biệt là ngồi thiền và tự chữa lành. Đó. Thế thì sau đó thì bà phát hiện ra rằng là khi mà mình chữa lành và có tình yêu thương thì chúng ta sẽ không chỉ chữa lành bằng tâm hồn mà chúng ta chữa lành cả những cái vết thương thể chất. Cho nên những người nào mà đang bị bệnh ấy, thì thông thường những người bị bệnh là thông thường những người đó là có những cái nỗi đau ở trong tâm lý của mình, có vấn đề ở trong tâm lý của mình, có những cái sự suy nghĩ nó tiêu cực. Chính những suy nghĩ tiêu cực đó nó sinh ra những cái độc tố và nó sinh ra những cái bệnh tật ở trong mình. Cho nên để mà chữa được cái bệnh, bất kể cái bệnh nào, việc đầu tiên của chúng ta đó là chữa tâm lý đã, chữa về mặt tinh thần đã, đúng không ạ? Đó, có thể là chúng ta không nhận ra, có thể chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà điều đấy nó vẫn đang xảy ra cho chúng ta, đúng không ạ? Đó. Và bà ấy cũng nói rằng là gì ạ? Tình yêu chính là cái thứ mà chữa lành tốt nhất. Và tình yêu có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm, tình yêu có thể tha thứ cho mọi thù hận ở trên cái cuộc sống này. Đó. Cho nên nguyên tắc đầu tiên đó là gì ạ? Đó là tha thứ cho bản thân mình, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ hai mà khi mà Huy áp dụng thì Huy thấy rất là hiệu quả, đó là gì ạ? Hãy yêu thương bản thân mình, hãy yêu thương lấy bản thân mình. Nguyên tắc thứ hai đó là yêu thương đến bản thân mình. Hãy comment xuống điều này, yêu thương bản thân mình. Có rất nhiều người họ thấy rằng bản thân mình không tốt cái chỗ này, bản thân mình không tốt ở chỗ kia, cho nên mình cảm thấy xấu hổ về cái điều gì đó. Mình xấu hổ về cái xuất thân của mình, hoặc mình xấu hổ về cái giọng nói của mình, hoặc mình xấu hổ về cái cơ thể của mình, hoặc bất kể cái điều gì đó mà mình cảm thấy là xấu hổ, thì mình
không dám sâu ra cho người khác, và mình không dám yêu thương bản thân mình. Đặc biệt những người phụ nữ ở Việt Nam, những người phụ nữ Việt Nam thì họ thường là gì ạ? Họ thường nhẫn nhịn, họ thường gì ạ? Hy sinh. Cái điều này là một cái tính cách cực kỳ là đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, để mà mình có thể yêu thương được người khác, việc đầu tiên đó mình phải yêu thương được chính mình. Cái người mà không yêu thương được chính mình thì cũng chẳng yêu thương được ai khác cả. Mình sẽ yêu thương người khác với một cái cách sai lầm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình yêu thương người khác giống như cách cha mẹ mình yêu thương mình. Mình dạy con cái của mình theo cách mà bố mẹ mình đã dạy mình, theo một cách hoàn toàn bản năng. Bởi vì sao ạ? Bố mẹ mình cũng dạy mình theo cách mà được ông bà mình dạy bố mẹ mình. Ông bà mình được dạy theo cách tổ tiên mình đã dạy ông bà mình. Như vậy là gì ạ? Mình sẽ yêu thương con cái mình một cách hoàn toàn bản năng. Cho nên có rất nhiều người bố, rất nhiều người mẹ yêu thương con cái mình sai cách. Để mà yêu thương con cái mình đúng cách thì việc đầu tiên mình phải yêu thương với bản thân mình. Đấy. Mình phải trở thành cái con người tốt hơn, mình phải trở thành cái con người xinh đẹp hơn, mình phải trở thành cái con người là gì ạ? Thành công hơn, thì khi đó thì mình mới là tấm gương cho con mình, chứ không phải là hy sinh mọi thứ cho con mình thì đấy là cách yêu thương, không phải. Đấy là một cái tính cách rất là tốt, nhưng yêu thương cũng phải có kiến thức, yêu thương cũng phải học, yêu thương cũng phải có cách, đúng không ạ? Trước đây thì Huy không thích cái giọng nói của mình. Nói thật với anh chị em là trước đây cái giọng nói của Huy nó rất là tệ, rất là kinh. Và Huy khi mà Huy quay video ấy, Huy nghe lại cái giọng nói của mình ấy, đặc biệt là những cái ngày đầu tiên khi mà Huy mới tham gia vào cái lĩnh vực mà chia sẻ ấy, thì nói thật với anh chị em là khi mà Huy mở miệng ra Huy nói, Huy quay video Huy nghe lại, Huy bảo nói thế này chó nó nghe. Đấy, anh chị em tưởng tượng không ạ? Đấy, nhưng mà sau đó mình bắt đầu thay đổi, mình bắt đầu thay đổi anh chị em. Và khi đó Huy bắt đầu quay video và nghe lại. Và mặc dù lúc đấy nó vẫn khó nghe lắm, nhưng mình bảo là gì ạ? Giọng nói của tôi rất là tuyệt vời, và tôi yêu thương cái giọng, tôi yêu cái giọng nói của mình. Lúc đấy thì gọi là làm theo lý thuyết thôi. Bởi vì khi đó là thầy của Huy cũng nói như vậy. Thầy của Huy nói rằng là mình phải yêu bản thân mình. Nhưng nói thật là mình không thể yêu được bản thân mình. Nhưng mà thôi, thầy nói thì sao ạ? Cứ nghe thôi. Không tin lắm đâu anh chị em, không tin đâu, nhưng cứ làm thôi. Làm cái gì ạ? Làm cái việc là yêu cái giọng nói của mình. Và điều kỳ diệu xảy ra anh chị em biết không? Điều kỳ diệu xảy ra là khi mà mình yêu bản thân mình, yêu cái giọng nói của mình ấy, thì khi đó ấy, thì mình bắt đầu nói nhiều hơn. Và khi mà mình nói nhiều hơn thì bắt đầu nói gì ạ? Là cái giọng nói của mình nó hay hơn. Mới đầu mình cố gắng yêu cái giọng nói của mình, nhưng mà sau đó mình thấy giọng nói của mình cũng được, cũng hay đấy. Đấy, và đến bây giờ ấy, thì mỗi lần Huy chia sẻ này, Huy thường quay lại cái video và Huy xem lại cái video của mình. Và nói thật với anh chị em ấy, Huy mê vô cùng luôn anh chị em. Không biết anh chị em thế nào chứ mỗi lần Huy nghe lại cái giọng của Huy ấy, Huy cảm thấy mê luôn, Huy cảm thích luôn ấy. Đấy, thế bây giờ anh chị em thử đánh giá này, từ 1 đến 10 sao. Đấy, từ 1 đến 10 thì anh chị em đánh giá cái giọng của Huy là kinh là 1 sao, hay là được là khoảng độ 5 sao, hay là cũng tuyệt vời thì 10 sao. Anh chị em thử đánh giá xem nào. Đấy, để Huy thử kiểm tra xem là cái giọng mình nó đang ở cái mức nào, nó có kinh lắm không? Được không ạ? À, đúng rồi, cảm ơn anh chị em. À, rất tuyệt vời. À, có người đánh giá 5, 8, à, như vậy, 5 là trên trung bình rồi. À, cảm ơn anh chị em. Thế thì Huy biết là anh chị em cũng đang động viên Huy thôi. À, nhưng mà không sao, mình vẫn chính là cái người phải yêu thương mình. Kể cả những người khác họ không yêu thương mình thì mình là cái người duy nhất phải yêu thương mình. Kể cả thế giới này họ không yêu thương mình thì mình vẫn phải yêu thương mình. Mình là cái người đầu tiên sống với mình và cũng là người cuối cùng sống với mình. Không phải là bố mẹ mình, cũng không phải là vợ hay chồng mình, cũng chẳng phải là con cái mình. Mình là người duy nhất trên cuộc đời này, là cái người đầu tiên và người cuối cùng phải yêu thương mình. Kể cả cả thế giới quay lưng lại với mình thì mình vẫn phải yêu thương mình. Được không ạ? Kể cả là những người khác, kể cả gia đình mình không ủng hộ mình vẫn phải gì ạ? Mình vẫn phải cổ vũ cho bản thân mình. Mình vẫn phải yêu thương mình vẫn phải khen ngợi bản thân mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình là cái người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đúng không ạ? Mình là cái người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tại sao mình lại không yêu thương mình?
mình không yêu thương mình thì ai có thể yêu thương mình đây? Có đúng không ạ? Trước đây thì Huy có một cái tạng người là khá là mập mạp, bởi vì là từ bé rồi nó là cái tạng người ăn ít nó vẫn cứ béo đấy, chẳng hiểu tại sao. Thế thì khi đó là Huy rất là tự ti với cái cơ thể của mình. Mình ra ngoài chắc là chị em nó không thích cái tạng người này lắm. Cho nên là gì ạ? Cho nên là mình không dám tự tin trước phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ mà xinh đẹp thì mình không tự tin. Cái điều đấy là cái điều rất đáng buồn. Và khi đó làm sao ạ? Khi đó thì mình cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà sau đó thì mình bắt đầu thay đổi. Mình bắt đầu quyết định thay đổi. Mình quyết định thay đổi đó là gì ạ? Mình yêu thương với bản thân mình. Mình giúp cho bản thân mình nó khỏe hơn. Và mình yêu thương cả cái sự mập mạp đó. Mình nghĩ rằng mập mạp nó cũng dễ thương. Quan trọng nhất là mình khỏe. Quan trọng nhất là mình sẽ có sức khỏe. Đấy, còn gầy hay mập không quan trọng. Đấy, và khi đó thì bắt đầu mình yêu thương. Mình tha thứ cho bản thân mình. Sau đó mình yêu thương bản thân mình. Mình yêu thương cái cơ thể của mình. Và điều kỳ diệu xảy ra anh chị em. Điều kỳ diệu xảy ra đó là gì ạ? Trước đây thì mình nghĩ rằng là chị em phụ nữ không thích mình bởi vì cơ thể mình mập mạp. Nhưng sau đó thì mình thấy rằng rất nhiều chị em thích mình mà chẳng liên quan gì đến cái cơ thể mình cả. Rõ ràng mình vẫn như thế, cơ thể mình vẫn thế đó, nhưng mà rất nhiều chị em lại thích mình. Nó không phải là vấn đề là cơ thể mà nó ở chỗ khác. Rất nhiều chị em cũng chia sẻ rằng là cái việc, đặc biệt là những cái chị em mà lớn tuổi một chút, tầm 30, 25 cho đến 35 thì lại không quan trọng là cái việc mà hình thể, mà lúc đó phụ nữ lại quan trọng cái thứ khác. Khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn thì mình thấy là phụ nữ họ cần cái thứ khác, họ không cần cái ngoại hình. Cái ngoại hình nó chỉ là cái phần phụ thôi, cũng được nhưng mà phụ thôi. Đấy. Thế khi đó thì bắt đầu mình thấy cũng được. Đấy. Và khi đó thì tự nhiên cái cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Thực sự khi mình yêu cái cơ thể của mình ấy, thì cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Mình sử dụng những cái thực phẩm chất lượng hơn. Mình sử dụng những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe. Mình luyện tập thể dục thể thao. Và lúc đó thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó được gì ạ? Nó được săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn, cứng cáp hơn. Đó. Cho nên là mình muốn trở thành cái người như nào thì việc của mình là gì ạ? Là mình phải thay đổi và yêu thương bản thân mình. Đúng không ạ? Đó. Kể cả những cái vết sẹo, kể cả những cái khiếm khuyết ở trên khuôn mặt của mình, kể cả những cái nốt ruồi, kể cả những cái khiếm khuyết ở trên cơ thể của mình, việc đầu tiên là mình hãy yêu thương cái cơ thể của mình, đúng không ạ? Yêu thương bản thân mình. Giống như anh chị em có biết là cái anh Nick Vujic, mà cái anh mà không có tay mà không có chân, đúng không ạ? Đó, thì anh ấy có những cái khiếm khuyết như vậy, bẩm sinh sinh ra đã như vậy rồi. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà anh ấy yêu thương cả những cái gọi là anh có một cái đùi gà, tức là có một cái chân ấy, có một cái đoạn mà nó ngắn ngắn, nó giống như cái đùi gà, anh hay gọi là cái đùi gà. Anh yêu thương cái đùi gà đó. Đó. Và nhờ cái đùi gà đó mà anh có thể là gì ạ? Trượt ván, anh có thể bơi, anh có thể chơi thể thao, anh có thể làm rất là nhiều việc. Đó. Anh có thể tự mặc áo, anh tự gõ bàn phím. Đấy, rất là nhiều thứ từ cái đùi gà đó. Và anh yêu thương cái đùi gà đó. Đó, anh không có tay cũng chẳng có chân. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà anh ấy yêu thương những cái khuyết điểm. Và nhờ đó mà anh trở thành cái người truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ trên thế giới này. Đó. Đấy. Vì vậy là gì ạ? Vì vậy là việc đầu tiên của chúng ta, việc thứ hai mà chúng ta cần làm, đó là yêu thương bản thân mình. Đúng không anh chị em? Nhá. Rồi, tiếp theo đến cái nguyên tắc số 3 để mà mình trở thành cái người bạn, trở thành cái người chồng, người vợ, trở thành người thủ lĩnh, trở thành cái người con mà mình mong muốn, đó chính là gì ạ? Đó chính là hãy biết ơn bản thân mình. Hãy biết ơn bản thân mình. Điều thứ 3 chị em ghi xuống, nó biết ơn bản thân mình. Chúng ta không chỉ tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình, chúng ta không chỉ tha thứ, không chỉ yêu thương bản thân mình, mà chúng ta hãy biết ơn bản thân mình, biết ơn những cái lỗi lầm của mình, biết ơn những cái sai lầm, biết ơn những khiếm khuyết trên cơ thể của mình. Biết ơn tất cả những cái thứ xảy ra xung quanh mình. Biết ơn cả những cái người mà đã từng làm cho mình đau khổ. Biết ơn cả những người mà đã từng lừa dối mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cuộc đời mình kiểu gì chúng ta cũng gặp những người vậy. Kiểu gì chúng ta cũng bị lừa. Bị lừa sớm thì tốt hơn. Bị lừa sớm thì chúng ta có bài học sớm. Đấy. Bị lừa sớm thì chúng ta mất ít tiền. Bị lừa muộn thì chúng ta mất nhiều tiền.
Một cô gái đau khổ vì bị lừa, không sao cả. Đường nào chẳng bị lừa, nhưng mà bị lừa sớm thì mình có kinh nghiệm để lần sau mình không bị lừa nữa. Đó, mình còn cơ hội để mình làm lại. Không bị lừa muộn quá, mình hết cơ hội để làm lại rồi. Đúng không ạ? Đấy, cho nên đường nào cũng vậy. Hãy mở rộng tấm lòng ra để mà gì ạ? Đón nhận mọi người. Đừng có sợ hãi gì cả. Và biết ơn gì ạ? Biết ơn cái những cái quá khứ của mình. Biết ơn những cái người mà mình đã từng gặp. Biết ơn cái bản thân mình. Biết ơn những cái lựa chọn của mình. Biết ơn rằng ngày hôm nay mình đã gì ạ? Quyết định là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đặt chuông đồng hồ, mình thức dậy sớm để mình tham gia một cái phòng Zoom vô cùng tuyệt vời như này. Đúng không ạ? Đó. Biết ơn vì mình đã quyết định là mình đã gì ạ? Mình đã thức dậy sớm để mà gì ạ? Không bỏ lỡ cái phòng Zoom như này. Thì đó cũng là cái điều mà mình cần phải biết ơn. Không chỉ biết ơn cha mẹ, không chỉ biết ơn những cái người mà đã giúp đỡ mình đâu. Không chỉ biết ơn những cái điều mà mình có, mà biết ơn cả những điều mình chưa có. Bởi vì sao ạ? Biết ơn thì mình sẽ nhận được nhiều hơn. Biết ơn những điều mình chưa có thì mình sẽ có những cái điều đó. Ví dụ, mình đang có một cái người vợ chưa tốt lắm. Mình đang có một cái người chồng chưa hài lòng lắm. Mình đang có một cái đứa con mình cảm thấy rất là chưa mong đúng như mình mong muốn lắm. Mình đang có một cái khoản tiền, khoản thu nhập mà mình chưa mong muốn lắm. Thì làm sao ạ? Việc của mình, hãy biết ơn những cái điều đó. Sau đó, biết ơn những cái điều mà chưa đến. Mình biết ơn cái người vợ mà chưa hài lòng lắm đó. Mình biết ơn cái người chồng mà chưa ưng ý đó. Mình biết ơn cái người con mà mình vẫn chưa hài lòng đó. Mình biết ơn những cái người bạn, những cái người mà chưa tốt lắm ở xung quanh mình. Mình biết ơn cái khoản thu nhập ít ỏi mà mình đang có. Được không ạ? Đầu tiên là biết ơn những thứ đó. Đấy. Và biết ơn bản thân mình vì mình đã có những cái lựa chọn đúng đắn. Và biết ơn những cái lựa chọn sai lầm của mình. Bởi vì kiểu gì mình cũng phải gặp những cái lựa chọn sai lầm. Muốn thành công thì không cách nào khác phải đi qua vô số những cái sai lầm, vô số những khó khăn, vô số những cái thử thách. Biết ơn tất cả cái điều đó. Và bắt đầu biết ơn những thứ mà mình mong muốn có được. Mình đang kiếm được 10 triệu. Hãy biết ơn số tiền 50 triệu mà mình sẽ kiếm được trong tương lai. Hãy biết ơn cái người vợ và người chồng tốt mà mình đáng ra đã xứng đáng được hưởng. Được không ạ? Bởi vì sao ạ? Khi mình biết ơn điều đó thì điều đó nó sẽ tới. Đó. Cái điều này có thể sẽ không nó không hợp với suy nghĩ của rất nhiều anh chị em. Cho nên Huy nói rồi, anh chị em không cần phải tin những điều Huy nói. Anh chị em chỉ cần làm theo những điều Huy nói. Và có kết quả thì anh chị em làm tiếp. Không có kết quả, anh chị em bỏ sang một bên. Bởi vì rất nhiều người sẽ không tin cái điều này. Huy trước đây cũng như vậy. Huy trước đây cũng không tin rằng nếu mà mình biết ơn những cái thứ mà chưa xảy đến với mình thì nó vô lý. Mình đã có số tiền đó đâu để mình biết ơn. Mình biết ơn con số là 2 tỷ một tháng. Mình biết ơn một cái gia tài là 50 tỷ. Ảo thế. Nghe sao là nó ảo thế. Nó không thực tế như vậy. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ cái việc nhỏ đó. Từ bắt đầu cái việc mà nó không thực tế đó. Chúng ta không cần phải tin để mà nó trở thành hiện thực. Nhưng khi nó trở thành hiện thực, anh chị em sẽ tin. Và Huy cũng bắt đầu từ những cái việc như vậy. Và đến bây giờ Huy đã đạt được rất nhiều những cái thứ mà Huy đã biết ơn trước đây. Huy đã đạt được rất nhiều thứ mà trước đây Huy không có. Và bắt đầu từ lòng biết ơn. Lòng biết ơn nó sẽ giúp chúng ta nhận được vô cùng nhiều những thứ giá trị trong cuộc sống này mà chúng ta có thể quên hoặc chúng ta đã bỏ lỡ, chúng ta không biết. Đó. Cho nên là gì ạ? Là biết ơn để nhận được nhiều hơn. Được không ạ? Hãy comment xuống. Biết ơn để nhận được nhiều hơn. Đó. Rất tuyệt vời. Tiếp theo, cái nguyên tắc số 4. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Nguyên tắc số 4 là khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta muốn trở thành cái người mà gọi là lựa chọn. Mình trở thành cái người mà được lựa chọn. Cái người được lựa chọn đó là gì ạ? Tôi chọn tôi. Tôi chọn tôi để trở thành cái người bạn. Tôi chọn tôi để trở thành cái người dẫn dắt. Tôi chọn tôi để trở thành cái người thầy. Tôi chọn tôi để trở thành cái người thành công. Thì nguyên tắc số 4 đó là tin tưởng vào bản thân mình. Bây giờ mình muốn thành công
thì mình phải tin rằng mình có thể thành công. Khi mà Huy ở trong cái giai đoạn mà trầm cảm nhất, giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời, không kiếm được tiền, mất niềm tin bản thân, mất niềm tin vào người khác, mất niềm tin vào những cái quyết định của mình, mình nghĩ rằng mình là cái kẻ kém cỏi, mình nghĩ rằng là mình cái kẻ không làm nên trò trống gì. Vợ Huy thường xuyên nói với Huy câu đó. Và khi đó thì vợ Huy nói rằng là thôi anh đừng khởi nghiệp làm gì nữa, đừng kinh doanh làm gì nữa, đi làm thuê cho nó lành. Và lúc đó với kiến thức của mình, với những trải nghiệm của mình, với sự học tập, với những cái kinh nghiệm mình có trong cuộc sống, thì nếu mà xin việc thì chắc là cũng xin được. Nếu mà xin việc mà làm thì chắc là lương khoảng được 30 triệu một tháng, 20-30 triệu một tháng là hoàn toàn khả thi. Đấy. Tuy nhiên thì đó không phải là cái con đường mà Huy mong muốn. Đó không phải là thứ mà Huy mong muốn. Cái thứ hai nữa là mình vẫn luôn tin rằng ngay cả khi mình không kiếm được tiền, anh chị em, không kiếm được một đồng nào, có tháng không kiếm được đồng nào, thậm chí còn âm đó, phải ngửa tay xin tiền vợ như này đó. Nhưng mà Huy vẫn luôn luôn tin tưởng rằng mình có thể thành công. Mình tin rằng mình sẽ trở thành cái người tự do đó, về tài chính. Mình có thể trở thành cái người mà kiếm được nhiều tiền. Mình có thể kiếm được vài trăm triệu một tháng khi mà không kiếm được một đồng nào nhé. Nhưng mà Huy luôn tin rằng kiểu gì mình cũng thành công. Cho nên là gì ạ? Vợ bảo là đi xin việc đi thì mình vâng dạ, không có cãi, ngu gì cãi, đúng không? Cãi nó mắng chết. Đấy, cho nên là gì ạ? Không cãi. Nhưng việc của mình đó là gì ạ? Vẫn tiếp tục tin tưởng, lựa chọn tin tưởng vào bản thân và không đi làm thuê nữa. Không đi làm thuê nữa, Huy đã đi làm thuê trước đây rồi, Huy hiểu cái câu chuyện của những người làm thuê. Mãi mãi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tự do được. Cho nên là gì ạ? Cho nên là việc của mình là phải gì ạ? Phải làm chủ, phải kinh doanh để mà mình tự do. Cho nên là gì ạ? Mình lựa chọn tin tưởng bản thân mặc dù lúc đấy chưa có gì cả. Khi đó thì nếu như mà một số anh chị em chỉ nghĩ rằng nó cũng chỉ là một cái gọi là ảo tưởng, nhưng thực sự nó phải có những cái điều đó, phải có sự ảo tưởng như vậy thì mình mới phát triển được. Và khi đó thì mình cũng đọc những cuốn sách nói rằng cần phải tin tưởng bản thân. Thầy mình cũng có nói rằng mình phải tin tưởng bản thân. Nhưng tin làm sao được khi mà tất cả những bằng chứng nó đều chống lại mình? Tin làm sao được khi mà mọi những cái lịch sử, những cái dự án kinh doanh của mình đều thất bại? Nó tin làm sao được? Không tin được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Anh chị em không cần phải tin để mà điều đó diễn ra. Không cần phải tin, mình hãy làm đi. Làm bằng cách gì ạ? Làm bằng cách bắt đầu tin tưởng rằng mình có thể trở thành cái người thành công, cái người mà mình chọn ấy. Nếu mà mình trở thành cái người bán hàng thì mình có chọn mình là cái người bán hàng cho mình không? Đấy, mình sẽ là người bán hàng uy tín, mình sẽ là người bán hàng một cách phục vụ, mình sẽ bán hàng bằng cách cho đi, mình sẽ bán hàng bằng cách là giúp đỡ người khác, đúng không ạ? Thế thì mình hãy trở thành cái con người đó. Mình tin rằng mình sẽ trở thành con người đó. Rất nhiều anh chị em trong số chúng ta ở đây và ở ngoài kia không bao giờ thành công được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không tin rằng họ sẽ trở thành cái người thành công. Họ không chọn họ trở thành người thành công, cho nên họ không thành công được. Rất nhiều người trong số chúng ta không chọn mình để trở thành một người bố tốt, không chọn mình để trở thành một người thủ lĩnh tốt, không chọn mình để trở thành một cái người vợ tốt, không chọn mình để trở thành người cha tốt. Cho nên mình không trở thành cái con người như vậy. Cho nên việc đầu tiên, mình phải chọn mình là một người thành công. Mình phải chọn mình là trở thành cái người giàu có. Mình phải chọn mình là thành cái người mà tự do. Mình phải chọn mình là cái người gì ạ? Khỏe mạnh. Mình phải chọn mình đã. Mình phải chọn mình đã. Mình phải tin tưởng vào bản thân mình là mình có thể đạt được điều đó. Mình có thể làm được cái điều đó. Mình có thể trở thành cái con người đó. Được không ạ? Mình phải chọn chính bản thân mình. Ở trong bất kể cái điều gì, mình phải chọn mình đầu tiên. Nếu mà mình bán hàng, mình hãy chọn người bán hàng giống như mình. Nếu mà mình kinh doanh, mình phải chọn người kinh doanh giống như mình. Nếu mà mình chọn một người sếp, mình phải chọn sếp giống như mình. Nếu mà mình chọn nhân viên, mình phải chọn nhân viên giống như mình. Có được không ạ? Mình phải tin tưởng rằng mình có thể làm được điều đó. Mà mình chắc chắn rằng mình có thể làm được điều đó. Được không ạ? Hãy nói những cái câu khẳng định. Hãy nói những câu gì ạ? Biết ơn để luôn luôn ghi nhận
bản thân mình. Mình phải ghi nhận bản thân mình. Được chưa? Mình có thể làm được. I can do it. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Duy Phạm. Đó là gì ạ? Đó chính là những cái điều mà chúng ta cần cài đặt vào trong tâm thức của mình để mà gì ạ? Để mà xóa bỏ đi những cái niềm tin tiêu cực, để xóa bỏ những cái niềm tin giới hạn, để xóa bỏ đi những cái niềm tin mà gì ạ? Những cái niềm tin mà tội lỗi, những cái niềm tin phá hủy. Được chưa? Khi đó chúng ta bắt đầu lựa chọn bản thân mình để trở thành cái người giàu có, để trở thành cái người thành công. Bao nhiêu anh chị em chúng ta quyết định rằng tin rằng mình sẽ trở nên thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn và gì ạ? Và mạnh mẽ hơn chính bản thân mình, thì hãy comment xuống là tôi ạ. Hãy comment xuống là tôi nếu anh chị em lựa chọn. Có rất nhiều người vẫn sẽ tiếp tục không dám tin và sẽ không dám comment và không dám lựa chọn. Nhưng mà Huy nhìn thấy rất nhiều anh chị em đã comment và đã lựa chọn chính bản thân mình trở thành người thành công. Và Huy cũng bắt đầu đi lên từ những cái điều đó. Huy bắt đầu đi lên từ những cái con người vô cùng kém cỏi, đi lên từ những cái thất bại, đi lên từ những cái xấu hổ, đi lên từ những cái tội lỗi trong cuộc đời của mình. Mình cảm thấy tội lỗi bởi vì mình đã không giúp được cho gia đình mình, không giúp được cho bố mẹ mình, không giúp được cho vợ, cho con mình. Cho mình cảm thấy rất tội lỗi. Và mình bắt đầu đi lên từ những cái điều đó bằng chính những cái nguyên tắc mà Huy vừa chia sẻ cho anh chị em chúng ta. Được không ạ? Chỉ đơn giản từ 4 cái nguyên tắc đó thôi. Không cần quá nhiều, không cần phải quá gì đao to búa lớn, rất đơn giản. Nhưng đó là những thứ chúng ta cần phải luyện tập hàng ngày. Anh chị em có thể tin, có thể không tin, nhưng không sao cả. Hãy làm theo những cái hướng dẫn đó. Nếu mà nó có kết quả thì tức là nó có hiệu quả với anh chị em. Còn nếu nó không có kết quả thì đơn giản nó không có hiệu quả với anh chị em. Nó có hiệu quả với Huy nhưng không hiệu quả với anh chị em. Được không ạ? Đấy. Và Huy có 5 cái mẹo để mình thực hiện được cái điều này. Để mà mình trở thành cái người thủ lĩnh. Ở đây chúng ta như Huy nói rồi, đó là chúng ta sẽ lựa chọn mình trở thành cái người thủ lĩnh, người lãnh đạo, người dẫn dắt người khác. Đó. Cho nên chúng ta cần phải có những cái sự thay đổi. Thì Huy có những cái hướng dẫn hay là những cái mẹo mà Huy đã sử dụng, Huy sử dụng cho cuộc sống của Huy và nó đang rất hiệu quả. Đến bây giờ Huy đang sử dụng những cái nguyên tắc này. Cái nguyên tắc đầu tiên, cái mẹo đầu tiên, 4 nguyên tắc kia, được chưa? Cái mẹo đầu tiên đó là gì ạ? Đó là đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Thông thường thì chúng ta là gì ạ? Có 3 cái trường hợp khi mà chúng ta kết hợp với người khác, chúng ta nói chuyện với người khác. Đầu tiên là win lose, tức là chúng ta thắng họ thua, tức là chúng ta trong một cuộc tranh cãi, một cuộc đàm phán, một cái cuộc nói chuyện hoặc là một cái cuộc hợp tác, thì bao giờ chúng ta cũng giành phần thắng và người khác thua kệ họ. Thì cái trường hợp này thì nó chỉ diễn ra ở cái giai đoạn trước, giai đoạn ngày xưa, giai đoạn nó gọi là sở hữu nô lệ thôi. Còn giai đoạn mà bắt đầu cái ngành kinh tế phát triển tự do thì người ta thường nói đến cái từ là win-win, là hai bên cùng thắng, tức là gì ạ? 50-50. Bây giờ cần mà chia nhau cái kết quả, chia nhau cái phần thưởng thì chia nhau 50-50. Nhưng mà để mà chúng ta trở thành cái người lãnh đạo tốt, để chúng ta trở thành cái người mà có ảnh hưởng đến người khác, thế là rất quan trọng. Đó là chúng ta hãy lose-win. Một công thức là lose win, chúng ta thua để cho họ thắng. Nếu mà cãi nhau, cho mày thắng. Không có gì mà mình phải tranh đua với cả người khác làm gì cả. Đúng không ạ? Đó, mình đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Cái điều này là khó, không hề dễ một chút nào anh chị em nhé. Điều này là rất khó. Nhưng nếu mà chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến người khác. Trong một cái công việc kinh doanh, nếu như mà chúng ta có một cái lợi nhuận là 10 phần mà chúng ta chia cho người khác 6 phần, chúng ta lấy 4 phần thì chúng ta sẽ là thủ lĩnh, chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến họ và khi chúng ta nói họ sẽ lắng nghe. Nếu mà chúng ta cho họ 7 phần, chúng ta lấy 3 phần thì ảnh hưởng chúng ta càng lớn. Nếu mà cho họ 10 phần mà chúng ta không lấy gì thì chúng ta nói gì họ nghe đấy. Đúng không ạ? Đó. Thì đó chính là cái bí mật đầu tiên hay là cái mẹo đầu tiên mà Huy sử dụng và nó rất hiệu quả. Đó là gì ạ? Cho người khác nhiều hơn những gì mà gì ạ? Mà mình nhận được. Đấy. Cho người khác nhiều hơn, đặt quyền lợi của họ cao hơn quyền lợi của mình. Đấy. Tất nhiên mình vẫn phải giữ quyền lợi của mình. Đấy. Chút nữa chúng ta sẽ nói đến cái quyền lợi của mình nhé anh chị em nhé.
nhá. Nó không có gì sai hết, nó không có gì mà ngược hết nhá. Anh chị em cứ bình tĩnh. Nhưng mà việc đầu tiên chúng ta nhớ rằng là chúng ta đặt quyền lợi người khác lên trên quyền lợi của mình để giúp cho chúng ta có sự ảnh hưởng với người khác lớn hơn. Đúng không ạ? Đây là mình lùi một bước nhưng mà mình lại tiến được nhiều bước. Đấy, đây là những người mà có tầm nhìn xa thì sẽ làm được điều này. Còn những người mà chỉ biết cái lợi trước mắt ấy thì sẽ không biết được điều này, và họ sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Được chưa nhỉ? Đó, cho nên là gì ạ? Dám đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình. Đấy là cái mẹo đầu tiên. Cái mẹo thứ hai mà khi mà chúng ta làm việc với mọi người ấy, để mình trở thành cái con người mà mình mong muốn và trở thành cái người mà người khác thích làm việc cùng mình ấy, thì mình phải nhớ một cái gì ạ? Một cái mẹo. Đó là gì ạ? Mọi người đang làm tốt nhất trong khả năng của họ rồi. Như vậy là gì ạ? Khi mà họ có những cái điều gì đó họ chưa tốt với mình, hoặc là mình nói họ không hiểu. Ví dụ ngay ngày hôm nay Huy chia sẻ thôi, có rất nhiều người không hiểu, rất nhiều người không tin. Nhưng mà sao ạ? Mình chấp nhận điều đó, mình coi điều đó là bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi người sẽ có cái kiến thức khác nhau, mỗi người sẽ có cái nền tảng kiến thức khác nhau, mỗi người sẽ có những cái niềm tin khác nhau. Và với những cái người đó, họ có cái niềm tin khác mình, họ có cái giáo dục khác mình, họ sinh ra trong gia đình khác mình, họ có những người thầy, người cô khác mình, họ có những người bạn khác mình, họ có những người đồng nghiệp khác mình, họ có những cái người xấu, những kẻ thù khác mình. Cho nên họ suy nghĩ như vậy. Họ có những cái trải nghiệm xấu ở trong quá khứ, cho nên họ không tin mình nói. Có những lúc mà gì ạ, đi ngoài đường nhìn một cái người ấy, nhìn có một thằng ấy, nhìn nó chẳng làm gì mình, cứ ngứa mắt. Đấy, có những người sẽ không thích mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có những cái trải nghiệm xấu trong quá khứ. Không phải lỗi của mình đâu anh chị em, không phải lỗi của mình, nhưng mà họ vẫn không thích mình ấy, chẳng biết làm sao cả. Họ vẫn cứ hàn học với mình ấy, chẳng biết làm sao cả. Có đúng không ạ? Đó. Và việc đầu tiên của mình đó là chấp nhận cái điều đó. Và họ đang làm theo đúng những gì mà họ được thiết kế. Họ làm đúng những gì mà họ được học tập. Họ đang làm tốt nhất những gì họ đang có. Việc đầu tiên để mà mình có thể thay đổi được bản thân mình, để mà đón nhận được người khác, để mà tha thứ cho người khác, đó là thấu hiểu họ. Được chưa? Thấu hiểu họ, không phán xét họ, không đau buồn vì họ, cũng chẳng bực bội vì họ. Bây giờ mình nói mà nó không nghe thì làm sao ạ? Bực mình. Con Huy là 6 tuổi, nói nó không nghe, bảo học nó không chịu học, cứ chỉ xem hoạt hình thôi, chỉ dích chơi thôi. Thì làm sao ạ? Chuyện đấy là hoàn toàn bình thường. Một đứa trẻ nó là bình thường. Và mình chấp nhận điều đó để mình không bực, mình không cáu nữa. Mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Và khi mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình thì khi đó mình mới trở thành cái người bạn của nó. Khi đó thì nó mới tôn trọng mình. Và khi đó thì làm sao ạ? Thì mình mới dạy được nó. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì mình muốn người khác yêu thương, kính trọng và đồng hành với mình, thì việc đầu tiên đó là mình chấp nhận cái con người của họ. Chấp nhận kể cả những cái điều mà họ chưa tốt. Và sau đó nếu mà họ chưa tốt, nếu mà họ mong muốn tốt hơn, thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực giúp đỡ, hướng dẫn cho họ. Còn nếu họ không muốn tốt hơn, họ cứ dè biểu, úi giời ông này, úi giời ông này thế kia, úi giời ông này thế khác, thì làm sao ạ? Thì đơn giản là họ không xứng đáng với mình. Việc của mình đó là gì ạ? Đi tìm những người xứng đáng hơn, đi tìm những người trân trọng mình. Còn những người không trân trọng của mình thì sao ạ? Tự khắc họ sẽ văng ra khỏi cuộc đời của mình. Hãy coi họ như là gì ạ? Là không tồn tại trên cuộc đời này, để mình đỡ gì ạ? Đỡ đau đầu, đỡ mệt mỏi. Còn khi nào họ muốn phát triển, họ muốn thay đổi, thì mình lại tiếp tục hướng dẫn họ. Thay vì mình thù hằn, thay vì mình khó chịu vì những điều họ làm nó không giống như điều mình mong muốn, thì làm sao ạ? Để họ sang một bên. Tìm những người nào mà trân trọng mình, tìm những người nào mà mình cảm thấy thực sự yêu quý, thực sự là thích thú, thực sự làm cho mình vui, thì mình sẽ nói chuyện, mình làm việc. Thế thôi. Đúng không ạ? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đúng không? Cái mẹo số 3 để mà mình trở thành cái người mà mình mong muốn, trở thành cái người thủ lĩnh, trở thành cái người chồng, người vợ, trở thành cái người cha mà mình mong muốn, đó là sống thật với bản thân mình. Sống thật với bản thân mình. Sống thật không có nghĩa là mình nói tất cả mọi thứ mình suy nghĩ, mà nói cái gì thì mình không nói thì thôi, mà nói thì nói thật. Được chưa? Mình không nói thôi thì nói thật. Có nhiều người bảo là tôi nói dối vô hại, nói dối không ảnh hưởng đến ai. Ví dụ như bạn rủ mình đi nhậu, mình không muốn đi nhậu, mình bảo là gì ạ? Tao đang về quê.
Thực ra mình không về quê, mình đang ở trên thành phố, nhưng mà bởi vì bạn mình rủ mình đi nhậu, mình không muốn đi nhậu thôi, mình nói dối. Thì sống thật ở đây chỉ đơn giản đó là mình bảo là tao không thích đi nhậu với mày thì tao không thích đi, hoặc mình chỉ nói đơn giản là tao không có hứng, hoặc tao không, tao bận, thế thôi. Đừng phải lấy một cái lý do nào đó để nói dối, để hợp thức hóa nó. Bởi vì sao? Nó làm cho mình nó trở thành cái con người sống không thật. Đấy, có rất nhiều người sống hai mặt, ba mặt, họ ở môi trường này thì họ có một cái thái độ khác, họ gặp cái người này thì họ lại có nói chuyện một kiểu khác. Thế mỗi người nó lại có một cái thái độ, cái kiểu nói chuyện khác nhau. Thế là họ sống không thật. Và khi họ sống không thật ấy thì họ phải mất rất nhiều năng lượng, rất nhiều neuron thần kinh để họ suy nghĩ xem là họ nói dối như nào cho hợp lý, và sau đó họ nói lại, nói chuyện lại với người kia, họ phải cố gắng nghĩ xem ngày xưa họ nói cái gì để bây giờ họ nói tiếp tục theo cái nói dối đó để cho nó hợp lý. Và mỗi một lần mình nói dối thì mình lại tiếp tục nói dối để nó phù hợp với cái nói dối trước của mình. Và cái điều này nó rất là mệt, rất là mỏi, rất là mệt mỏi. Và nó khiến mình không được sống là chính mình. Đấy, mình thích thì mình bảo mình thích, mình yêu mình bảo mình yêu, mình ghét mình bảo mình ghét. Tại sao mình cứ phải gì ạ? Mình cứ phải sống hai mặt làm gì? Có nhiều người ghét cái người này, nhưng mà gì ạ? Trước mặt cứ phải gì ạ? Cứ phải nói yêu, nhìn thấy là rất là khó chịu nhưng cứ phải khen. Tại sao phải khổ như vậy? Đúng không ạ? Đấy, đầu tiên mình cứ gì ạ? Mình cứ sống thật với chính mình. Mình khen người khác thì hãy khen thật lòng. Mà không thích thì đừng có khen. Không thích đừng có nịnh, không thích thì đừng cứ cố gắng để mà gì ạ, là gần gũi. Bởi vì sao? Mỗi người họ đều có một cái trực giác, đều có cảm giác rất là nhạy. Và khi mà họ phát hiện ra mình nói dối, khi mà phát hiện ra mình không thật ấy, thì tất cả những cái điều gì mà mình nói trước đây, kể cả nói thật, thì họ cũng không tin nữa. Tức là khi mà họ phát hiện ra mình nói dối ấy, thì kể cả những cái điều mà mình nói thật họ cũng không còn tin nữa. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Là tránh cái trường hợp mà mình stress, đúng không ạ? Thì mình sẽ sống thật với mình. Đó, mình có sao mình nói vậy. Đó. Cho nên là anh chị em thấy rằng là Huy có một cái style ăn mặc ấy. Ở đâu Huy cũng ăn mặc như vậy, đi chơi cũng thế, mà đi làm cũng thế, mà ở nhà cũng thế. Nó chẳng có gì thay đổi cả, bởi vì mình chính là mình. Khi mà mình hiểu rõ mình là ai rồi ấy, thì cái việc người khác đánh giá mình nó không còn quan trọng nữa. Người khác khen mình thì mình cảm ơn, người khác chê mình cảm ơn. Bởi vì mình biết mình là ai rồi thì mình không sợ cái sự phán xét, cái sự đánh giá của người khác nữa. Đa phần khi mà chúng ta nói dối hoặc là chúng ta không thật ấy, bởi vì người ta sợ người khác đánh giá mình. Cho nên là gì ạ? Là mình phải cố gắng che đậy những cái khuyết điểm, mình cố gắng che đậy những cái điều mà mình không muốn người khác biết. Đó. Cho nên là việc của mình đó là có sao nói vậy. Đấy, tôi xấu đến như thế đấy. Anh chơi được với tôi, chơi không chơi được rồi thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thế mình muốn chơi với những người tốt thì làm sao ạ? Mình trở nên tốt đẹp ấy. Mình muốn chơi với những người trung thực thì mình trở thành những người trung thực. Bao nhiêu anh chị em thích chơi với những người trung thực, không thích chơi với những người giả dối thì comment xuống là gì ạ? Tôi, đúng không ạ? Nếu mình muốn thích chơi với những người trung thực, mình phải là người trung thực. Và trung thực cũng là một cái tính cách mà mình cần phải gì ạ? Mình cần phải rèn luyện. Mình cần phải rèn luyện anh chị em nhé. Đấy. Ghét thằng đấy thì bảo là tao ghét mày. Tại sao tao ghét mày? Tao ghét mày bởi vì tao nói mày không chịu nghe. Tao muốn tốt cho mày mà mày gì ạ? Mày cứ cãi tao. Tao rất là buồn vì điều đó. Nếu mà mình cảm thấy buồn vì điều đó, hãy nói là mình buồn. Nếu mình cảm thấy thất vọng, mình cứ nói là mình thất vọng. Mình cố gắng che đậy làm gì. Được không ạ? Nhưng mà mình luôn luôn nói với nó rằng là gì ạ? Tao muốn tốt cho mày, tao muốn giúp đỡ mày. Còn nếu mà mày không muốn giúp đỡ thì thôi. Tao chẳng mất công đâu để mà tao buồn, tao khổ, tao đau, tao thù hằn mày làm gì cả. Kể cả mày làm cái điều đấy làm tao không hài lòng. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà tao không mất công để thù hằn mày. Tao không hài lòng với những cái thái độ của mày, không hài lòng với những cái việc mày làm. Con mình làm những cái điều mà mình không hài lòng thì mình kéo nó ra, mình tâm sự, bảo bố không hài lòng với con ngày hôm nay, bởi vì con đã không hoàn thành những cái điều mà bố hướng dẫn, bố yêu cầu. Bố rất là muốn cho con được học giỏi, muốn được gì ạ? Bố sẽ giúp đỡ con, bố sẽ gì ạ? Cho con những cái điều tốt nhất, nhưng bố không hài lòng vì những cái thái độ của con ngày hôm nay. Đấy, mình có cái cảm xúc như nào, mình chia sẻ cảm xúc đấy ra. Đừng có giấu cái cảm xúc của mình. Đúng không ạ? Mình vui thì mình phải nói mình vui, mình tự hào mình nói mình tự hào, mình sướng mình nói mình sướng, mình buồn nói mình buồn. Đấy, đặc biệt chị em phụ nữ nhiều khi sướng thì không dám kêu mình sướng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình sợ người khác đánh giá.
Đấy, cái điều này là cái điều rất nhiều người sống không thật. Cho nên việc đầu tiên mình sống thật. Sống thật nó sẽ rất nhẹ nhàng, nó sẽ rất sung sướng. Không cần phải đóng kịch, không cần mệt mỏi. Được không ạ? Ok nhá. Nguyên tắc số mấy? Nguyên tắc số 3. Đúng không ạ? À. Nguyên tắc số 3 là sống thật đúng không ạ? Nguyên tắc, à không phải nguyên tắc, đấy là cái mẹo số 3. Đấy. Cái mẹo số 4. Cái mẹo số 4 đó là gì ạ? Đó là dám cho đi, đó là cống hiến. Cái mẹo số 4 đó là cống hiến nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Mẹo số 4 là cống hiến nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Đấy. Để mà mình trở thành cái người tuyệt vời như mình mong muốn, hãy trở thành cái người dám cho đi. Trở thành người dám cho đi. Mẹo số 4 đó là gì ạ? Cứ cho đi, giống như Huy ạ. Huy cống hiến cho Dung và Gáy là đến năm nay là năm thứ 3 rồi. Gần kỷ niệm là 3 năm liên tục cống hiến cho Dung và Gáy. Đó. Và Zoom Gà Gáy nó là một cái Zoom vì cộng đồng, cho tất cả mọi người, tất cả những người nào mong muốn phát triển, mong muốn thay đổi bản thân. Không có chỉ là những cái người ở trong đội nhóm kinh doanh của Huy, không chỉ những cái người mà gần gũi với Huy, mà cho tất cả mọi người. Ai mà muốn phát triển kinh doanh, ai muốn phát triển bản thân đều được học. Và đây nó không phải một cái phễu kinh doanh gì hết anh chị em. Bởi vì ở đây 3 năm rồi chẳng bán cái gì cả. Cho đi 3 năm trời chẳng bán cái gì cả. Rất nhiều người bảo là gì ạ, đi vào học phễu, có phễu mẹ gì đâu, có bán cái gì đâu mà phễu, đúng không ạ? Đấy, ở đây chỉ có cho đi thôi. Đơn giản là mình thích cho đi thì mình cho đi thôi, nhưng còn chẳng vì lý do gì cả, bởi vì đơn giản mình thích điều đó thôi. Đấy, có những cái ngày mà mình bị mệt, có ngày bị ốm, có những ngày mình đi du lịch, có những ngày thế này thế kia, nhưng mà vẫn gì ạ, vẫn cố gắng đi vào gì ạ, để vào đào tạo. Thực ra là không phải cố gắng đâu anh chị em, bởi vì mình thích như vậy. Mình không được đào tạo thì mình cảm thấy buồn. Không được đào tạo cảm thấy buồn. Cho nên anh chị em chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, đấy là gì ạ? Đấy là điều rất là tuyệt vời. Và vì rất là biết ơn tất cả anh chị em chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà anh chị em ngồi đây chúng ta đã là gì ạ? Đã là rất tuyệt vời. Để Huy được gì ạ? Huy được chia sẻ, Huy được gì ạ? Trao giá trị. Và trao giá trị cho càng nhiều người thì làm sao? Thì giá trị của mình càng tăng lên. Bởi vì giá trị của mình được quyết định bởi giá trị mà mình cho đi, chứ không phải giá trị mình nhận lại. Cho nên mình cho đi càng nhiều giá trị thì tức là cái con người mình càng giá trị. Và con người mình càng giá trị thì mình càng tin tưởng bản thân mình càng yêu thương bản thân mình càng biết ơn bản thân mình. Và mình càng dễ dàng tha thứ hơn cho bản thân mình. Cho nên là gì ạ? Cái mẹo thứ tư để mà giúp cho mình trở thành cái người xứng đáng, để trở thành cái người mà mình lựa chọn, đấy là gì ạ? Hãy cống hiến nhiều hơn, hãy dám cho đi, hãy trở thành người dám cho đi, hãy trao đi nhiều giá trị cho cuộc đời này. Được không ạ? Và cuối cùng, cái mẹo số 5 đó là gì ạ? Cái mẹo số 5 đó là hãy sẵn sàng nhận lấy. Có rất nhiều người khi mà được ai cho cái điều gì đó thì mình không dám nhận. Có ai cho tiền, có ai cho tặng một món quà nào đó mình không dám nhận. Nhưng mà thực tế là như này, mình không dám nhận thì sẽ chẳng dám cho cái gì cả. Cho nên là muốn trở thành cái người cho đi hiệu quả thì phải biết cách nhận lấy. Từ bây giờ trở đi, có ai mà cho mình cái điều gì đó thì mình việc là của mình là gì ạ? À, cảm ơn, nhận lấy và cảm ơn. Được không ạ? Sẵn sàng nhận lấy. Cho nên là gì ạ? Là cái việc mà mình đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của mình ấy, nó không có gì ạ? Nó không mâu thuẫn với cái điều này. Được chưa ạ? Mình sẵn sàng nhận lấy và mình cảm thấy xứng đáng với điều đó. Và để mình cảm thấy xứng đáng với điều đó thì mình hãy cho đi nhiều hơn nữa. Mình cho đi nhiều hơn thì mình sẽ dám nhận lấy. Có những người mà không dám nhận thì cũng chẳng dám cho. Những cái người mà ích kỷ ấy, thì thường là người ta gì ạ? Rất là ngại nhận. Anh chị em nào mà đang ngại khi mà vay tiền thì tức là anh chị em chưa cho ai vay tiền. Đúng không ạ? Anh chị em mà ngại mà gì ạ? Mà khi người khác giúp đỡ mình thì anh chị em cũng gì ạ? Ngại giúp đỡ người khác. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Khi mà mình sẵn sàng nhận lấy những cái điều gì mà mình cảm thấy xứng đáng thì mình gì ạ? Cho đi những cái điều đó. Khi mình nói chuyện với những cái người cao hơn mình thường ngại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình chưa cho họ được cái điều gì, cho nên là mình ngại. Nhưng nếu mà mình cho họ được nhiều rồi thì mình chẳng có ngại gì khi mà mình nhờ họ cả. Được không ạ? Đấy. Cho nên cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong cái mẹo cuối cùng đó là gì ạ? Sẵn sàng nhận. Cái người nào dám nhận thì sẽ dám cho. Đấy. Cho nên là gì ạ? Khi mà có ai đó chia sẻ cho mình cái cơ hội, hãy nhận lấy. Khi mà ai đó giúp mình thì hãy nhận sự giúp đỡ đó.
bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng nhận sự giúp đỡ thì comment xuống là tôi ạ. Comment xuống là tôi nếu anh chị em sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác, nhận quà của người khác. Ai mà tặng quà là mình nhận ngay, chẳng có tội gì. Bây giờ ngày xưa ấy, khi mà đi ăn ấy là hai người cứ bảo ôi để em trả tiền, người để em trả tiền, mà túi không có tiền đâu, nhưng mà sĩ cứ gì ạ dành trả tiền. Úi giời ơi, bây giờ ai mà bảo nhá, ê để em trả tiền, ok mày trả đi, không phải cãi nhau, không phải tranh nhau, không phải giành nhau làm cái gì cả, sĩ đúng không ạ? Mình cứ sống thật với mình, ai mà dành trả tiền Huy cho trả tiền luôn. Còn Huy bảo là hôm nay Huy trả tiền, Huy xin phép luôn, xin phép luôn, ngày hôm nay Huy xin phép trả tiền đấy, thông báo luôn, đúng không ạ? Đấy, đơn giản thế thôi, cứ câu nệ nhau làm gì, ai cho mình là nhận hết, anh chị em có cái gì cho Huy, Huy xin hết, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Mình cảm thấy xứng đáng với điều đó, bởi vì mình đã cho đi đủ nhiều để mà mình nhận điều đó. Còn nếu mà mình chưa được nhận thì sao ạ? Tức là mình cho đi chưa đủ. Nếu anh chị em vẫn chưa cho Huy cái điều gì đó thì tức là Huy cho đi chưa đủ, vậy thôi. Việc của mình là gì ạ? Tiếp tục cho đi tiếp. Mình tiếp tục cho đi tiếp, cứ cho đi tiếp, cho đi tiếp, cho đến khi nào ạ? Cho đến khi nào mình không còn đong đếm được nữa, cho đến khi nào mình còn không đếm được những cái ngày mà mình cho nữa, thì khi đó thì lúc đấy thì mới gọi là cho đi đủ nhiều, đúng không ạ? Đấy, còn cho đi mà còn đếm được, mà cho đi mà vẫn còn mong cầu người khác nhận, gọi là đáp lại những cái gì mình đã cho ấy, thì tức là cho đi chưa đủ nhiều. Cho đi chỉ đơn giản là một cái sở thích, cho đi chỉ đơn giản là cái gì ạ? Niềm vui của mình thôi, chứ không phải là cho đi vì bất kể cái điều gì hết. Không phải cho đi cái này thì sẽ nhận được cái kia, chỉ đơn giản là mình thích thì mình cho đi, thế thôi, đúng không ạ? Đấy, khi đó nó trở thành cái niềm vui, nó trở thành tính cách của mình, thì đó mới là cái điều mà gì ạ? Là cho đi thực sự là tuyệt vời, và cho đi không mong cầu nhận lại, thì đấy mới là cho đi tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Ok nhá, thì rất cảm ơn anh chị em đã ngồi lại ở đây. Vẫn còn rất nhiều anh chị em ngồi lại ở đây. Cảm ơn anh chị em vì đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Huy. Chúc anh chị em chúng ta sẽ có một cái thành công và xứng đáng, và tôi chọn tôi và tôi xứng đáng với cái điều đó. Đã, ok không ạ? Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta, và chúc tất cả anh chị em chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống, hạnh phúc, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Đã.